Qua các thông tin của mạng xã hội liên quan đến các cái vụ vụ việc gần đây mà chúng ta đang quan tâm. Bên cạnh đó thì chia sẻ một số vấn đề thông tin liên quan đến những cái lùm xùm của vụ tỉnh thất Bồng Lai đang vẫn còn diễn ra sôi nổi trong những ngày gần đây. Thưa quý vị, trước tiên thì mình xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn một lần. Có thể chúng ta tối nay lên tranh thủ giao lưu chia sẻ một tí, vừa giao lưu vừa cập nhật thêm những cái diễn biến, các cái tình tiết của các vụ việc diễn ra trong ngày hôm nay các bạn. Ngày hôm nay thì trên rất nhiều các cái trang mạng xảy ra rất nhiều các cái biến cố của tình hình an ninh trật tự, từ an toàn giao thông cho đến các cái vụ việc xảy ra trên cộng đồng mạng đã được mình cập nhật và chia sẻ trong nhiều bài viết của ngày hôm nay. Trước khi vào chia sẻ những nội dung bàn cãi những lùm xùm quanh vụ tỉnh thất còn lại thì mình xin cập nhật một thông tin về một vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày hôm nay. Một gia đình đi trên một chiếc ô tô con đã bị xảy ra tai nạn tại đèo Lò Xo ở Đắk Lắk. Vụ tai nạn khiến cho hai cha con bị tử vong và hai mẹ con bị thương nặng. Vụ tai nạn khiến xảy ra một ô tô, một gia đình đi trên một chiếc ô tô 4 chỗ bị một chiếc xe tải lật ngang và đè lên một chiếc ô tô con. Trong đó gia đình 4 người đang đi qua cái đèo Lò Xo thuộc địa phận của tỉnh Đắk Lắk trong đêm tối hôm qua, đêm 12 tháng 2. Vụ tai nạn hy hữu này để lại một cái hậu quả nghiêm trọng là 4 người trong gia đình đã thương vong. Thưa quý vị, mình xin cập nhật thông tin từ bài viết của tờ báo Dân Trí. Một ô tô con bị đè nát bét và 4 người trong một gia đình bị thương vong. Theo thông tin từ tờ báo Dân Trí, vào khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 2, tức là ngày tối ngày hôm qua, tại đèo Lò Xo thuộc xã Đắk Pét, huyện Đắk Gênh, Kon Tum đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong. Theo thông tin ban đầu thì ô tô tải biển số 29H72379 do tài xế Trương Thanh Tuấn 42 tuổi trú tại Thanh Hóa điều khiển khi vào khúc cua gần cầu của Đắk Poco thuộc xã Đắk Pét, huyện Đắk Gê ở tỉnh Kon Tum. Chiếc xe tải này sau đó va chạm và bị lật nghiêng đè lên ô tô con biển số 34A18645 do tài xế Nguyễn Văn Tánh 36 tuổi trú tại tỉnh Kon Tum điều khiển theo hướng ngược lại. Trên xe ô tô thì ngồi anh Tánh còn có hai con trai của anh là cháu Nguyễn Minh Tuyên 18 tuổi, cháu Nguyễn Hoàng Minh Phúc 2 tuổi và vợ của anh là chị Nguyễn Thị Kiều Thanh 35 tuổi. Hậu quả của vụ tai nạn là khiến anh Nguyễn Văn Tánh cùng con trai của anh là Nguyễn Minh Tuyên tử vong tại chỗ. Hai cha con đang ngồi trên ghế đầu của cabin bị tử vong tại chỗ. Còn hai mẹ con là vợ của anh và một đứa con nhỏ ngồi ở băng ghế sau bị thương và sau đó đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn chị Nguyễn Thị Thanh Kiều và cháu Nguyễn Hoàng Minh Phúc bị thương được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế của huyện Đắk Gênh. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra thì lực lượng chức năng và các thành viên đội cứu hộ SOS thuộc đèo Lò Xo đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tham gia cứu nạn. Lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe tải nhưng không phát hiện nồng độ cồn. Tài xế xe ô tô đã được đưa đến trung tâm y tế để lấy mẫu sinh hóa và kiểm tra ma túy. Vụ tai nạn được cơ quan chức năng làm rõ về nguyên nhân. Thưa quý vị, đây là một vụ tai nạn rất là nghiêm trọng xảy ra vào tối hôm qua 12 tháng 2 tại đèo Poco của tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum Đắk Lắk. Vụ tai nạn này khiến 4 người trong gia đình, hai cha con tử vong, hai mẹ con thì bị thương. Đây là một vụ tai nạn rất là hy hữu. Lưu thông cùng chiều khi vào khúc cua tại đèo Pô Cô thuộc tỉnh Đắk Lắk thì chiếc xe tải bất ngờ mất lái và lật nghiêng đè lên chiếc ô tô con 4 chỗ chở một gia đình đi. Ây chà, các bạn tưởng tượng lại vụ việc và nhìn những hình ảnh về một chiếc ô tô bị đè bẹp bởi chiếc xe tải.
bốn người trong gia đình đã thương vong. Đây là một cái hậu quả của một vụ tai nạn rất là nghiêm trọng xảy ra tại đèo Lò Xo. Và nạn nhân trong vụ việc này kể lại thì chúng ta thấy rằng gia đình đang hạnh phúc như vậy mà bất ngờ tai nạn xảy ra, thật là thương tâm, khiến cho hai bố con phải mất đi. Chúng tôi ai thấy cũng xót xa. Người dân kể lại giây phút cứu người trong ô tô bị đè bẹp tại đèo Lò Xo. Vào sáng hôm nay ngày 13 tháng 2 thì bà Đinh Thị Ánh Nhung, giám đốc trung tâm y tế huyện Đắc Gien, tỉnh Kon Tum cho biết hai nạn nhân là hai mẹ con trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đèo Lò Xo vào đêm hôm qua bị thương. Sáng nay thì đã được xuất viện về quê ở Quảng Ngãi. Thấy hoàn cảnh gia đình có hai người tử nạn quá thương tâm, các y bác sĩ đã nỗ lực cứu người bị thương, chia sẻ và động viên tinh thần cùng với người thân trong gia đình. Anh Trương Thừa Kiếm, đại diện cho câu lạc bộ Kết Nối Yêu Thương ở tỉnh Đắk Gien, cũng đã cùng với các thành viên trong đoàn và người dân ở địa bàn kêu gọi nhằm hỗ trợ thêm chi phí, hỗ trợ để đưa gia đình, đưa thi thể của hai bố con về quê để an táng. Nhìn hoàn cảnh gia đình thật là đáng thương, hạnh phúc như vậy mà lại bất ngờ xảy ra vụ tai nạn khiến cho hai bố con phải mất đi. Chúng tôi thấy cũng xót xa. Chúng tôi hết sức bàng hoàng trong vụ việc này. Thưa quý vị, các bạn cũng đã nghe thông tin trong ngày hôm nay, cập nhật rất nhiều các cái diễn biến về tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn của khắp các tỉnh thành. Có rất nhiều các cái vụ việc rất là đáng thương, hy hữu xảy ra các bạn sau khi vừa gần hết cái tháng đầu tiên của Tết Nguyên Đán này, thì người dân lại trở lại với cái công việc bình thường. Một số người dân thì còn rảnh rỗi thời gian thì còn đi chơi, đi du lịch, đi hành hương đây đó. Và điển hình là vụ việc hôm nay, một gia đình đã đi, không biết đi đâu thì chưa rõ nguyên nhân, nhưng gia đình này đã bị tai nạn ở đèo Bô Cô của thuộc tỉnh Kon Tum, rất là đáng thương. Một chiếc xe tải sau khi đã lật nghiêng và đè bẹp cái chiếc ô tô, bốn người trong một gia đình, hai cha con đã tử vong và hai người, vợ và đứa con trai nhỏ bị thương. Thưa quý vị, ây chà, thưa quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rằng tất cả các cái diễn biến về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của cả nước xảy ra trong ngày hôm nay, rất nhiều các cái câu chuyện, rất nhiều các cái câu vụ việc mà được nhiều trang báo chia sẻ và cập nhật. Rồi đó là tóm tắt. Trong khi chờ đợi sự có mặt đông đủ của các bạn thì mình chia sẻ cái thông tin về tình hình an toàn giao thông. Và để trở lại cái thông tin chính trong bài viết hôm nay thì chúng ta cùng bàn cãi liên quan đến những vấn đề lùm xùm của vụ tỉnh thất Bồng Lai và các cái diễn biến sắp tới về pháp lý trong vụ tỉnh thất Bồng Lai sẽ diễn ra như thế nào. Ai là người đại diện đứng ra pháp lý để hỗ trợ tiếp theo cho các cái vấn đề mà cơ quan chức năng sẽ sắp khởi tố, những bản án mà đang dự định khởi tố đối với các thành viên của Thiền Am còn lại. Xin chào Ti Tăng Cúc. Thưa quý vị, sự lùm xùm giữa tranh luận giữa fan của tỉnh thất Bồng Lai đến hôm nay vẫn chưa chịu dừng lại. Càng ngày thì càng lộ ra rất nhiều các cái câu chuyện thị phi, những câu chuyện không đáng để chia sẻ, những câu chuyện không đáng để kể, để vạch trần thì lại được phơi bày, lộ ra trên không gian mạng để rồi tranh luận nhau, để rồi gây bất bình, gây mâu thuẫn. Ngày hôm qua hôm nay thì lại rộ lên một cái thông tin về người em của cụ Lê Tùng Vân, đó là Lê Khánh Vân hả? Cụ Lê Khánh Vân 85 tuổi cũng đã qua đời ngày hôm qua. Và cái thông tin chỉ là đơn giản về cái tình tiết như thế này mà cộng đồng mạng ngày hôm nay lại tranh luận rất là xôn xao, từ fan Chính Nghĩa Tự Xưng cho đến fan của Thiền Am lại bàn cãi, bàn tán xôn xao sau khi cái tranh luận mâu thuẫn xảy ra giữa xung đột giữa tình quà và các cái vụ việc liên quan không đáng có đối với tỉnh thất Bồng Lai thì lại diễn biến tiếp theo. Cuộc tranh luận chưa chịu dừng lại, chưa có hồi kết cục, chưa có một cái góc nhìn nhận chung về cái quan điểm để hạ nhiệt trong cái vấn đề tranh luận này. Thì
Thì hôm nay lại tiếp tục xuất hiện thêm một cái thông tin về cụ Lê Khánh Vân là em của cụ Lê Tùng Vân, cũng lại được đưa ra bàn luận trên cái bàn dân thiên hạ hôm nay, rất là vớ vẩn. Mình thấy cái việc mà cụ Lê Khánh Vân này qua đời thì cũng chẳng có liên quan gì đến các cái fan của Thiền Am. Nhưng khi cái thông tin mà được chia sẻ lên đó thì mang cái tính chất là nó cũng rất là xã hội, nhưng mình thấy nó không đáng để chia sẻ, nó không đáng để rêu rao trên mạng xã hội. Nhưng chỉ một cái thông tin vừa đăng tải lên là các fan, các anh chị cô chú rồi nhảy vào nhắm đó mà lấy cái cớ để mà phản biện, để đưa ra các cái bài viết, đưa ra cái nội dung để có cái đề tài để chia sẻ. Từ đó cái fan chính nghĩa tự xưng bắt đầu họ sẵn cơ hội nhảy vào và công kích tiếp fan Thiền Am thêm một trận nữa. Các bạn thấy không, về cái vụ việc mà Minh Tú chia sẻ về cái cáo phó và thông tin về cụ em của cụ Lê Tùng Vân mất thì cũng là một cái chuyện bình thường, phải không? Trong gia đình của cụ Vân thì đối với fan Thiền Am thì cũng thực ra thì nói về fan Thiền Am chỉ liên quan đến các cái vấn đề pháp lý, liên quan đến những vấn đề xung quanh cái câu chuyện mà cái bản án 331 vừa kết thúc và các cái vấn đề pháp lý tiếp theo. Còn liên quan về cái cuộc sống đời tư của gia đình thì chúng ta cái chuyện đó cũng không đáng mà để bàn cãi. Nhưng hôm nay thì lại lùm xùm về một cái bản cáo phó của cụ Lê Khánh Vân lại được chia sẻ. Và từ cái thông tin này thì lại tiết lộ, lại được vạch trần và lôi và lòi ra rất nhiều các cái góc khuất được cho là sự tiêu cực và tích cực. Các cái diễn biến này đều lại được bày biện ra thêm một lần nữa, lại ảnh hưởng đến cái niềm tin của cụ Vân, rồi làm ảnh hưởng đến cái sự xót xa của gia đình cụ Lê Tùng Vân và các thành viên trong Thiền Am. Vụ việc này thì chúng ta thấy rằng cái quan tâm đặc biệt nhất là chỉ có gia đình người thân ruột rà của cụ Lê Tùng Vân thôi. Còn fan của Thiền Am thì nó cũng chả có dính dáng gì, nhưng lại đem cái chuyện thị phi này lên để lấy một cái đề tài, để làm một cái câu chuyện để chia sẻ thì mình cảm thấy nó hết sức là vớ vẩn. Nó vớ vẩn ở một cái góc độ là khiến cho khán giả rồi các fan họ nhảy vào họ tranh luận cho rằng fan này thừa nước béo cò để lợi dụng cái thông tin này để trục lợi, để kêu gọi. Rõ ràng người ta đang cái cơ hội này, người ta đang công kích nhắm vào các fan đấu đá với nhau, thì lại đưa ra một cái thông tin mình cảm thấy nó không có liên quan dính líu gì đến fan Thiền Am cả, nhưng lại nhảy vào tranh luận. Thanh Trần thì chia sẻ, sau khi Minh Tú chia sẻ lên, cái thông tin Minh Tú chia sẻ thì đó là một cái thông tin thực tế. Nhưng thực ra thì đối với Minh Tú thì một cái góc cảm đồng về những người được gọi là cũng nói về mật thiết liên quan đến cụ Lê Khánh Vân này thì cũng chả có cái gì để gọi là thâm tình mà sâu nặng hết cả. Minh Tú chỉ là con nuôi, chỉ là người của tỉnh thất Bồng Lai thôi, chỉ là liên quan đến gia đình cụ Lê Tùng Vân thôi, chứ cũng chả có cái gì để gọi là thâm tình rục rà máu mủ. Còn cái thông tin chia sẻ thì mỗi cá nhân, có nghĩa là họ đăng tải một cái thông tin này chắc chắn là sẽ có mục tiêu, sẽ có một cái mục đích về cá nhân của họ. Nhưng không ngờ cái câu chuyện nó lại diễn ra một cái biến cố rất là nghiêm trọng trong cái sự tranh luận lâm xâm nữa ở rất nhiều các cái góc khuất. Bình thường thì có thể là Minh Tú cũng muốn thông báo một cái thông tin như thế này liên quan đến em ruột của cụ Lê Tùng Vân, thì đó cũng là một cái diễn biến nó khá là tầm thường. Đối với fan Thiền Am thì cũng chả có liên quan máu mủ rục rà gì cả, mà các fan lại nhảy lên đồng cảm rồi chia sẻ rồi cảm thấy cũng cho rằng là xót xa. Đồng ý là xót xa thì cũng là xót xa so với cụ Lê Tùng Vân thôi. Còn thực ra thì mình thấy cái câu chuyện này nó không đáng để mà cảm thông đồng cảm với cái quan điểm này. Nhưng chính từ cái điều này lại gây một cái nỗi tranh cãi rất là lầm xùm thêm một lần nữa. Trong khi cái thị phi về tiền và quà, rồi cái trách nhiệm của Phan Thiền Am chưa chịu lắng xuống, thì hôm nay lại tiếp tục một cái câu chuyện này như thế này nữa. Rồi ngày mai, ngày mốt lại có biết bao nhiêu cái câu chuyện như thế này lại tiếp tục diễn ra. Trong khi những thành viên, những người trong Thiền Am thì họ đang đau đầu nhức óc, họ đang mệt mỏi với thị phi, họ đang mệt mỏi với pháp lý mà cơ quan chức năng tiếp tục sẽ đày đọa họ nữa.
Họ không đủ thời gian để tiếp khách, không đủ thời gian để nghe ngóng những cái thông tin bên ngoài. Bên cạnh đó họ còn lo cơm áo gạo tiền. Ấy thì họ đâu có rảnh rỗi mà phải tiếp đón những cái thông tin từ các fan tiền em mỗi ngày, phải gọi tới rồi hỏi thăm tình hình nó như thế nào. Liên quan đến cụ em của cụ Lê Tùng Vân thì đối với các cô, các thầy trong tiền em thì họ đồng cảm đến, họ đốt nhang hay hoặc là họ phúng điếu, đó là một cái tình cảm trong cái nội bộ của gia đình. Còn mình là fan thiền am chỉ là hỗ trợ trên tinh thần pháp lý quanh các cái vụ việc mà lùm xùm đến các cái vụ án sắp tới và vừa qua thôi. Ấy bây giờ mình tới mình phúng điếu thì cái chuyện là mình nghĩ là cũng được đi, nhưng mà nó hơi hết sức là vô duyên, phải không các bạn? Nó cũng chả có thâm tình máu mủ ruột rà gì, theo cái quan điểm của mình là như vậy. Nhưng mà cái thông tin nó đăng tải lên nó mang cái tính cách khiến cho các fan nhảy vào phán, cho rằng người này lợi dụng để kêu gọi, người này lợi dụng vào cái lòng thương cảm đăng tải lên để cho cộng đồng mạng cảm thấy rằng cái tâm của mỗi con người rất là thánh thiện, rất là cao cả trong cái việc này. Chỉ là em của cụ Văn mất đi thôi, nhưng mà rất nhiều các cái fan nhảy vào đồng cảm chia sẻ, trong khi có phải họ thể hiện cái vấn đề đó để cho cộng đồng mạng và có thể là khán giả họ nghĩ rằng họ đang lợi dụng một cái nỗi đau, đang lợi dụng một cái gì đó chứ không phải là đồng cảm về cái sự thương xót này, theo mình nghĩ là như vậy. Nhưng luật sư Thanh Trần cũng nhảy lên chia sẻ, Minh Tú cũng chia sẻ, rồi từ đó lại cái thông tin tràn lan trên mạng xã hội ngày hôm nay rầm beng. Rồi các fan nhảy vào lấy cái đề tài đó ra mà phán xét. Rồi cái fan tự xưng chính nghĩa bên kia lại được một nước nữa là cơ hội để đục nước béo cò nhảy vào công kích. Ê, nhắm đánh cho rằng là fan thiền am này họ hết lợi dụng đến cái này, là họ lợi dụng đến thân xác. Đó, các bạn thấy không? Có quá là ê chề, có quá là sai lầm không? Trong khi cái việc đó thì nó cũng đâu có đáng mà để mà mình công tâm mình bạch bộc trên mạng xã hội đâu. Nếu mình cái lòng thành tâm của mình thì mình tự tâm tự tính, mình im lặng mình tới mình đốt nhang, mình phúng điếu là xong rồi. Mình đăng tải lên chẳng khác nào là mình không biết là họ có nghĩ là mình họ có cảm nghĩ được cái lòng thương xót của mình đối với gia đình và những người đó hay không, hay họ lại nghĩ ngược, họ kêu những người này chắc lợi dụng những cái hình ảnh này chắc có lẽ là để kêu gọi, để đánh động vào cái sự thương xót của cộng đồng, của mạnh thường quân, của khán giả đây chăng. Rõ ràng y vậy, sau khi vừa chia sẻ lên thì các fan nhảy vào cắn xé với nhau cho rằng lại tiếp tục lợi dụng trên thân xác của người chết. Hay vừa qua thì liên quan đến nhân vật Hoàng Lão Tà, sau khi chia sẻ những cái nỗi cảm thông về cái vụ việc đối với Hoàng Lão Tà thì fan của Thiền Am có thể là chia sẻ đồng cảm với cái nỗi mất mát của gia đình của nhân vật anh Hoàng Lão Tà này thì cũng được đi. Đó là fan của Thiền Am, đó là fan Thiền Am cũng được đi. Bởi vì là liên quan đến các cái vấn đề mà thuộc về fan thì họ có cái sự đồng cảm để bày tỏ chia sẻ cái nỗi đau này đối với gia đình của Hoàng Lão Tà thì công nhận. Lại hôm nay thì tiếp tục gia đình của em của cụ cụ Vân là cụ Khánh Vân này chưa bao giờ ít có khi được nhắc đến trong cái drama này. Trước đây thì cho rằng là cụ Lê Tùng Vân không có ưu ái tình cảm, không quan tâm gì đến với người em này. Đó là thông tin từ cộng đồng mạng và thông tin từ nhiều phía, cho nên mình cũng thấy rằng cái sự việc này nó chưa ở một cái góc độ để gọi là để chúng ta bàn cãi. Cho nên hôm nay lại đưa lên thì các fan bắt đầu nhảy vào cho rằng lại tiếp tục lợi dụng cái hình ảnh người mất, người quá cố này để trục lợi, để kêu gọi, thấy không? Rõ ràng đúng y như cái dự đoán chúng ta thấy, vừa đăng tải vừa chia sẻ lên thì cái vụ việc lùm xùm lại trở nên lại căng thẳng, lại xáo xào hơn. Ê, ngày hôm nay thì các bạn thấy ngồi cái fan của Thiền Am đấu đá với nhau tranh giành về cái móc xích này. Bên cạnh đó thì cái fan chính nghĩa tự xưng lại lôi cái sự việc này ra cho rằng đó là ê, trước đây cụ Lê Tùng Vân không quan tâm gì đến cụ em này. Lại hôm nay thì fan tự nhiên lại đến cúng hương phúng điếu làm gì? Có phải lợi dụng cái hình ảnh này không? Đấy, vô tình cái fan kia lại lôi cái cụ Lê Tùng Vân này ra đánh giá và miệt thị, xúc phạm thêm một lần nữa, khiến cho cụ Vân càng đau thì lại càng đau thêm trong lòng. Trong khi cụ Vân thì sức khỏe càng ngày càng yếu, không đủ để
theo dõi, để tham gia, để nghe ngóng các cái tình hình, các cái diễn biến giữa thị phi. Thì hôm nay trong cái biến cố của người thân cụ Lê Tùng Vân, chắc chắn là cụ cũng phải đau lòng. Dù rằng cái quan hệ tình cảm giữa anh em trong gia đình chúng ta không biết rõ, bởi vì chúng ta chỉ là người ngồi cục chỉ đoán non đoán già thôi. Cho nên một lần nữa cái fan bên kia họ cơ hội này họ cho rằng cụ Lê Tùng Vân này trước đây coi cụ em này không ra gì, nhưng hôm nay fan tự nhiên lại đến thể hiện cái lòng tốt vô tình như vậy. Có phải là họ lợi dụng người quá cố để trục lợi không? Đúng ý. Rõ ràng ngày hôm nay chúng ta xem các kênh kia họ nói rằng fan Tiền Em lợi dụng cái hình ảnh này đăng tải chia sẻ lên để trục lợi, để trục lợi niềm thương của bá tánh. Rõ ràng y vậy. Chúng ta đoán không sai, đó là những cái chuyện mà không đáng để rêu rao, cái chuyện không đáng để phơi bày và bộc bạch, nhưng các anh các chị các bạn lại lôi trên mạng xã hội này ra để đưa ra. Cái chuyện của gia đình cụ Vân nó không liên quan gì đến fan của Thiền Am cả. Chúng ta chỉ bảo vệ, hỗ trợ tinh thần, chứ chúng ta cũng không có cái gì để gọi là rụt rà máu mủ với gia đình của cụ Vân. Trong cái vụ án này chúng ta đồng cảm với cái tất cả những cái oan nghiệt mà bản án đã quy kết cho những thành viên trong Thiền Am. Chúng ta chỉ đồng cảm thôi, chúng ta chỉ hỗ trợ về tinh thần. Còn pháp lý là có các vị luật sư, những người có trách nhiệm trong cái vụ việc này để bảo vệ gia đình Thiền Am, để khỏi vướng vào các cái vấn đề mà pháp lý, trong khi họ là những người thấp cổ bé họng. Đấy, còn fan của Thiền Am chỉ là hỗ trợ trên tinh thần thôi, nhưng cái sự việc nó không đáng, nó lùm xùm, nó đơn giản như vậy lại khiến cho nó trở lên rắc rối và khiến cho cái chuyện thị phi càng ngày càng căng thẳng thêm. Các bạn thấy vô lý không? Ngày hôm nay thì sau khi cái thông tin đầu tiên được xuất hiện trên tab cộng đồng của Minh Tú cho rằng cụ em của cụ Lê Tùng Vân là người đã ra đi, để lại mất mát cho riêng gia đình người thân của cụ Lê Tùng Vân. Chúng ta thấy rằng trong gia đình của cụ Vân thì rụt rà máu mủ, còn lại là cụ Vân là người có thể là đau lòng nhất trong cái vụ việc này. Còn cái tình cảnh của gia đình, cái quan hệ về cái thâm nghĩa của gia đình thì chỉ có người trong cuộc họ mới biết được điều này. Chúng ta chỉ là một cái dự đoán thôi, nhưng gây cho cái sự việc nó trở nên nó nghiêm trọng sau khi là họ lại hiểu lầm cho rằng là cụ Vân này kia khác nọ đối với những thành viên của những nhân vật trong gia đình. Ngày nay các bạn xem cái kênh của Lê Thanh Minh Minh Tùng lại một lần nữa lôi cậu Lê ra Tùng Vân ra mà dài xéo, mà miệt thị, cho rằng trước đây cụ Lê Tùng Vân này không quan tâm gì đến người em này, không coi trọng, không giúp đỡ, không hỗ trợ gì hết, để cho người em của cụ Lê Tùng Vân này phải ở vào trong cái viện dưỡng lão, phải ở trong một cái hoàn cảnh rất là cô đơn độc mã như vậy. Đấy, hôm nay tự nhiên fan của Thiền Am lại đến rồi này cái khác nọ. Đấy, nhưng mà thực tế ra thì trong cái sự thế của sự thật này nó không là như vậy. Nhiều nguồn tin cho rằng là cụ Vân dù rằng không gần gũi, không đến thăm thường xuyên, nhưng cụ cũng gửi tiền, gửi bạc cho người em này và cho những người thân của cụ. Tất nhiên điều đó thì dù cái máu mủ rụt ra, dù có khúc mắc như thế nào, nhưng họ vẫn còn nghĩ lại cái chút tình thâm, sau cùng họ có thể là nặng lòng để hỗ trợ với nhau. Nhưng mà cái fan chính nghĩa bên kia họ luôn tìm cách để dài xéo, cho rằng là miệt thị cụ Vân không còn cái chỗ nào nữa các bạn. Ngày hôm nay các bạn xem qua mấy cái kênh của Đại Long An rồi kênh của thằng Lê Thanh Minh Tùng, nó lôi cụ Vân ra, nó dài xéo không còn cái chỗ nào nữa hết. Cảm thấy là rất là bất bình. Và đó cũng là một cái cơ hội để cho cái bọn chính nghĩa tự xưng này họ nhảy vào, họ quấy phá cái fan Tiền Am, họ chia rẽ nội bộ. Trong khi fan Tiền Am là một cái vấn đề mất đoàn kết, gây một cái sự hiểu lầm bất bình, là một fan trong khi là trước đây thì cái vụ án 331 còn đang diễn biến tốt, còn đang diễn biến, sau khi vừa kết thúc thì lùm xùm diễn ra giữa cái sự tranh luận hơn thua về các vấn đề mà được cho gọi là liên quan đến hai cái chữ kim tiền, nó nặng ghê như vậy đó. Và cũng chính từ cái vấn đề này, từ tiền quà và
cái tôi của mỗi cá nhân được bộc bạch, được phanh phui vạch trần trên mạng xã hội, thì cái chuyện thị phi lại bị lôi ra vạch trần, những cái góc khuất lại lộ ra, những cái góc khuất, những cái điều không đáng có, những điều không đáng nói lại bị lôi ra. Như vậy đến hôm nay thì chúng ta thấy rằng thực sự về cái vụ việc của cái này lại chưa dừng lại ở một cái góc độ được gọi là dung hòa, thì càng ngày lại căng thẳng. Thì biết bao giờ đến cái vụ việc này được chìm xuống để cho cái Phan Thiền Am ngồi lại và lo tiếp tục các cái vấn đề pháp lý tiếp theo để hỗ trợ cho Thiền Am thôi, chứ cũng chưa thể gọi là giúp đỡ được. Chính các vị luật sư cũng chưa chưa khẳng định là sẽ giúp Thiền Am thoát ra khỏi cái vòng vây của pháp lý này. Bởi vì họ là người để bảo vệ, hỗ trợ pháp lý, thì chắc chắn là những người luật sư cũng đã ký hợp đồng, là trách nhiệm của họ là họ làm hết mình trong cái vấn đề này. Nhưng vấn đề mà kết cục của vụ việc là cái quyết định của tòa án, viện kiểm soát. Còn cộng đồng mạng, khán giả của chúng ta là đồng cảm với cái nỗi đau của những người trong Thuyền Am, thì chúng ta chỉ là góp cho tiếng nói chung, đồng lòng để chia sẻ, để cho những người trong Thuyền Am họ vững tin, họ tự tin. Đằng sau họ, bên cạnh họ còn có rất nhiều người yêu thương, đồng cảm với họ để họ vượt qua cái thử thách này. Còn cái sai như thế nào, cái góc độ họ vi phạm như thế nào thì có cơ quan, có tòa án họ xét xử. Vi phạm ở góc độ nào thì họ xử ở góc độ đó. Còn không thì là chúng ta đấu tranh cho cái lẽ phải này. Đấu tranh ở đây là góp tiếng nói chung, bên cạnh có sự hỗ trợ về pháp lý của các vị luật sư, đưa ra các cái nhận định để phối hợp, để bàn cãi. Nhưng bây giờ Phan lại chia năm rẽ bảy hết trơn rồi. Ai lại mỗi người một hướng một nẻo, mỗi người lập ra mỗi nhóm, mạnh ai nấy chạy, mạnh ai nấy thể hiện. Vừa thể hiện cái tôi, vừa thể hiện cái đẳng cấp, cái vị thế của mình trên xã hội. Nhóm thì đi chơi đây đi đó, nhóm thì đi ăn nhậu, đi du lịch, đi thể hiện cái đẳng cấp của mình, trong khi những người trong Thiền Am họ đau đớn từng ngày, họ ngậm đắng nuốt cay từng ngày, họ ôm nhục tủi hận của họ, vừa thị phi vừa pháp lý, họ không dám thể hiện. Trong khi Phan thì lại lợi dụng ảnh hưởng trên hai cái từ Thiền Am yêu thương bảo vệ, mặc sức mà tung hoành, mặc sức mà coi như là để cho cộng đồng, để cho cái Phan bên kia nó cho rằng Phan Thiền Am chỉ biết lợi dụng. Thực ra thì mọi chuyện đến bây giờ các bạn cũng đã thấy rất rõ rồi, đổ vỡ sự thật là như vậy rồi. Luật sư có dám hứa thoát khỏi không? Luật sư họ chỉ làm hết sức của họ, còn thắng hay thua còn phải chờ tùy thuộc. Đúng rồi, luật sư thì cũng chỉ là một cái hỗ trợ pháp lý trong một cái phiên tòa, trong một cái bản án của vụ việc, tùy theo cái hành vi, mức độ vi phạm của mỗi cá nhân trong vụ án. Chứ còn luật sư không thể quyết định là cãi phải cho thắng trong cái phiên tòa này, cũng tùy theo trường hợp, tùy theo cái hành vi của mỗi cá nhân. Cho nên chúng ta thấy rằng là riêng về cái vụ 331 vừa qua, luật sư cũng đã hỗ trợ hết mình về cái tính công tâm của pháp lý và cái tính khách quan của vụ án. Thì chúng ta thấy rằng một bản án như vậy nó hình như là đã nằm trong một cái khuôn phép rồi. Ấy, cho nên cuối cùng thì những thành viên trong Thiền Am phải chấp nhận một cái bản án như vậy. Theo dõi từ đầu đến cuối của phiên tòa thì chúng ta thấy rằng trong cái ngày mà đối chất thì người trong Thuyền Am cũng không được bày tỏ quan điểm rõ ràng về những oan khiên và những cái vấn đề mình đã bị tố cáo, bị quy chụp. Rồi luật sư bày tỏ đưa ra cái quan điểm để hỗ trợ pháp lý, để đưa ra các cái nhận định không đúng theo sự thật của các cái bản cáo trạng thì cũng không được quyền nói. Thì các bạn thấy đó, một cái phiên tòa nó nằm trong một cái khung phép của một cái quy chế rồi, cho nên chúng ta phải chấp nhận dù có cãi, dù có nói như thế nào cũng không qua được quy định của quan tòa rồi. Thấy không? Riêng trong cái vụ án 331 là chúng ta thấy cái điểm tích cực nhất là có thể là Thuyền Am vượt qua cái vấn đề đó, không
không bị kết một cái bản án là căng đến như vậy, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi được. Rồi tiếp theo tới đây có thể là vụ án về tội lạm dụng trục lợi này, thì chúng ta hy vọng một điều rằng không đủ căn cứ để khởi tố ở cái bản án này. Tất cả cái số tiền tài sản mà được cho rằng là Thuyền Am đã lợi dụng của bá tánh của các mạnh thường quân, thì đến hôm nay một góc nhìn khách quan chúng ta đủ có thể để đánh giá được rằng đó là không ai có quyền mà để tố cáo những người mà họ tự cho, tự giác, tự nguyện để trao chia cho và chia sẻ san sát cái tình cảm của mỗi cá nhân bằng cái lòng tự nguyện của họ ấy. Cho nên không có đủ căn cứ và không có cớ nào mà để kết tội họ được. Cái tài khoản thì mỗi cá nhân đều được quyền chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Ai đồng lòng, đồng cảm, thương xót thì tự nguyện chia sẻ. Mỗi người một ít mới có một cái tài sản lớn như vậy, chứ không thể mà lấy từ cái con số lớn như vậy mà quy kết hàng triệu, hàng ngàn các cái mạnh thường quân, hàng ngàn người giúp đỡ cho Thiền Am được quy kết vào cái mà gọi là bị hại như thế để kết tội họ được. Rất là vô lý. Cho nên theo mình suy nghĩ, cái bản án ở cái tội lợi dụng trục lợi này khó mà có thể đưa ra khởi tố được. Và nếu đủ căn cứ thì chúng ta thấy rằng họ đã khởi tố sớm rồi. Đến hôm nay cũng đã là hơn 2 tháng sau khi có quyết định khởi tố, và cũng đã hơn 2 tháng sau khi có cái quyết định truy tìm bị hại. Thì chúng ta thấy một cái dấu hiệu tiêu cực chưa thể hiện ở trong cái vấn đề này. Cho nên hy vọng trong cái vấn đề pháp lý sắp tới về cái vụ án còn lại thì chúng ta thấy rằng hy vọng Thuyền Am sẽ không vướng vào cái vấn đề pháp lý này. Trong khi là Thuyền Am vẫn còn đang đau đớn, vẫn còn lo, vẫn còn đang mệt mỏi với thị phi, mệt mỏi với pháp lý, mệt mỏi với chính quyền, cơ quan chức năng, cơ quan điều tra, thì fan của Thuyền Am lại lại chia năm rẽ bảy, mỗi người làm một cái việc mình cảm thấy nó không đâu vào đâu cả. Rồi cuối cùng cái gánh nặng này càng lại đè bẹp lên những thành viên trong Thuyền Am. Rồi fan Thuyền Am lại bị mang tiếng. Khán giả Thuyền Am lại nhảy vào sâu xé, mang tiếng mất lòng với nhau, chia năm rẽ bãi. Mạnh thường quân bây giờ cũng không còn ưu ái và cũng không còn niềm tin nào đối với những thành viên trong Thuyền Am nữa. Đây, tất cả sự thật cũng đã vạch trần những cái góc khuất. Sự thật ở đây là những cái điều mà nó mang tính là được gọi là nó tiêu cực, có thể gọi là hai cái từ bỉ ổi đi, những cái điều mà được gọi là thấp kém nhất trong cái giá trị của con người lại được vạch trần trong cái cuộc tranh luận vừa qua, và tất cả sự thật đã xáo xào lên đến bây giờ là không còn cái gì để gọi là phan nữa. Xin chào Seven Trần, xin chào Ti Tân Cúc, xin chào Chi Hoàng. Chị Cúc nói chính xác, mong mọi người hãy vì thay ông nội và các cháu đi mọi người. Ê, các bạn thấy không, thực ra thì cụ Lê Tùng Vân dù cái thời điểm này cụ không có dám nói, có thể là cụ Vân không dám nói. Bởi vì nếu như cụ Vân lên tiếng một cái thì tất cả các cái thông tin về cụ Vân đều bị đăng tải, đều bị lợi dụng tràn lan trên mạng xã hội. Có thể là cụ Vân đang đau lòng, đang nhức đầu trong cái thời gian này, trong khi sức khỏe của cụ thì không đủ tỉnh táo, không đủ minh mẫn, ăn ngủ thì không yên, sức khỏe thì càng hao mòn rồi, nhưng tâm trí của cụ thì cụ cũng đang rất là băn khoăn, vừa cái vướng vào thị phi và vừa cái vướng vào pháp lý, vừa cái là bên gia đình và cái trách nhiệm của cụ, cụ còn đang đau đớn một cái nỗi lo liệu những trẻ em, những thành viên, những thầy cô, những người đang vướng vào ở sau không xác đó bây giờ họ sẽ như thế nào, và các cái diễn biến về cuộc sống tiếp theo của họ sẽ ra sao khi cụ Vân không còn trên cõi đời này nữa. Chắc chắn là cụ sẽ đau đớn một cái nỗi đau như thế này, nhưng cụ không dám nói ra, có thể là cụ không dám thể hiện, cụ không dám bộc lộ. Nếu như bây giờ các bạn nghĩ đi, một cái thông tin gì từ Thuyền Am mà đưa ra là các bạn sẽ thấy nó rất là tệ hại, nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ bị lợi dụng rất là nhiều. Từ cá nhân của các cháu cho đến là các cô lớn tuổi trong Thuyền Am,
rồi những người còn lại, chứ chưa nói là về cái thông tin của cụ Vân. Cho nên những cái thông tin mà từ trong Thiền Am đến từ khi cái vụ án diễn ra đến bây giờ là tất cả những cái thông tin đó đều được bí mật, không được tiết lộ và chia sẻ. Nếu như chia sẻ, họ muốn chia sẻ, họ muốn san sẻ cái nỗi đau này cùng với cộng đồng mạng, nhưng đó lại là một cái cạm bẫy, đó lại là một cái cơ hội cho cộng đồng mạng họ lợi dụng, phải không? Cho nên là chúng ta phải hiểu được cái vấn đề này. Thực ra cụ Vân cũng muốn nói, cũng muốn bày tỏ cái quan niệm, cái nỗi đau của cụ trong lúc này, nhưng cụ có thể là cụ không dám tiết lộ ra một cái điều gì. Cụ có thể là cụ ôm trong cái lòng của cụ đau đớn một cái nỗi đau này, chứ không phải là sung sướng đâu. Đơn giản chỉ vì một cái sự việc của em của cụ ngày này hôm nay đó. Đây rồi Phan lại nhảy vào, rồi cái Phan bên kia lại lợi dụng một lần nữa, họ lại dài xéo cụ Vân thêm một lần nữa. Các bạn thấy có cái nỗi đau nào mà hơn trong lúc này không? Xin chào Trần Thị Thanh Hải. Phan Thiền Am đấu đá nhau, kéo bè phái vùi dập nhau, tất cả cũng chỉ vì chữ tiền, không thấy tiếng nói bảo vệ Thiền Am. Cậu xa nhau, không bảo vệ về Thiền Am thì đi phá, thật là khủng khiếp. Đến bây giờ khán giả họ cũng cảm thấy ngán ngẩm về Phan Thiền Am này rồi. Họ cũng không còn niềm tin và họ cũng không còn ưu ái nữa. Xin chào Lê Vi Nguyễn. Xin chào Chi Hoàng. Nhà hàng chuyện lâm xùm mấy hôm nay, nói gì thì nói, Minh Tú là người trong nhà Thiền Am thì phải có gì phải làm rõ, đừng để thị phi như bây giờ nhé. Thật ra thì trong cái thời điểm, trong cái lúc nhạy cảm này thì tất cả các cái thông tin gì từ trong gia đình của Thiền Am thì không nên tiết lộ, không nên bộc bạch. Đây các bạn thấy, đơn giản như cái thông tin ngày nay về cái bản cáo phó đấy, đơn giản là một cái chuyện nó không liên quan, nó không đáng gì đối với fan của Thiền Am, nhưng lại mỗi người cá nhân thi nhau mà bắt đầu nhảy động lên, rồi bắt đầu là làm tâm bành cổ trướng lên. Có thông tin gì cũng nhận định đúng sai rồi vội mà tài lanh. Xin chào Minh Thư, kênh này chia sẻ hay nhất trước từ trước đến nay mình theo dõi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Một cái nhận định mình cũng rất tự hào, nhưng mà cái kênh mình nó sao nó chậm phát triển quá các bạn ơi. Xin chào Chi Hoàng. Xin chào Nguyễn Phú Liên. Tại vì la lối là của Minh Tú nha, tại vì ai cũng tưởng là thầy ông nội thôi. Xin chào Thị Cúc, em chia sẻ quá chính xác. Bà con nên biết nhé, thằng Tiến Dũng có màu quay xa rồi nhé. Xin chào Minh Thư, xin chào, xin chào. Xin chào Hương Hồ, họ đang chờ có tin gì là họ nhảy vào chia sẻ. Làm đề tài để chia sẻ lên mạng để câu view, cầu lại mà thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào nhà hàng AAA, hỏi sao luật sư Thanh Trần người ta đâu cần bà đi xem đám đâu mà bà bài giả bộ hỏi tung tích địa chỉ nhà người ta vậy, bà này nhiều chuyện. Thực ra thì mình thấy rằng cái chị Thanh Trần này nhiều lúc mình thấy cũng sao sao đó các bạn. Các bạn thấy bây giờ Phan Thiền Am sao nó khó hiểu quá. Luật sư Lân thì cũng cái quan điểm càng ngày thấy nó rời rạc, nó không có còn thâm thúy như ngày trước nữa. Rồi Phan bây giờ mình cảm thấy nó cái niềm tin bây giờ là cảm thấy nó hết rồi. YouTuber của Thiền Am như rổ rau sống. Xin chào Thị Cúc. Xin chào Chi Hoàng, anh nói chính xác, thật là thất cười quá, đau lòng cho thầy ông nội. Cụ Lê Khánh Vân là người gọi là thứ ba của cụ Lê Tùng Vân.
Thực ra thì cái này chỉ có liên quan đến cái rục rà của cụ Lê Tùng Vân thôi. Còn thực ra các cô, các thầy trong thiền am thì họ cũng nghĩ đến cái tình thâm nghĩa này. Thì các cô, các thầy họ xuống, họ đi viếng hương thì đó là cái điều lẽ thường tình rồi. Nhưng họ họ không tiết lộ những cái thông tin này là đúng. Nhưng mà không biết tại sao lại Phan Thiền Am lại nháo nhào lên mà đăng cái thông tin này chứ. Được cái gì? Mình cảm thấy được cái gì? Để cho họ nhảy vào, họ cho rằng họ chỉ là lợi dụng. Mà đúng y thật cái chứ. Họ nhìn vào, họ đủ đánh giá là Phan đã lợi dụng. Ấy, trong khi đó là ai cũng tự nhiên cái bài nhảy vào coi như là ôi trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật rồi, coi như là đàm và chia sẻ cùng gia đình rồi này kia khác nào thể hiện. Nhưng mà nó thể hiện một cách giả tạo, theo mình nghĩ là họ thể hiện một cách giả tạo chứ không có thực sự. Trong khi á, Phan chỉ là Phan thôi, đồng với cái quan điểm của những thành viên trong Thiền Am, đồng với cái nỗi đau của Thiền Am là mình chia sẻ những cái vấn đề mà quanh cái lùm xùm của cái vụ Tỉnh Thất Bồng Lai này thôi. Còn người nhà của cụ Vân thì đó là cái chuyện riêng rồi. Đúng không? Một cái nhìn nhận các bạn có thể là thấy sau khi mà chia sẻ lên là rất là lùm xùm. Còn cái vụ mà của anh Hoàng Lão Tà thì có thể là Phan đồng quan điểm chia sẻ cái vấn đề đó là được để bảo vệ, mà là bảo vệ cho anh Hoàng Lão Tà những cái vấn đề mà đã bị công kích, những vấn đề đã bị Phan họ lợi dụng, họ miệt thị, họ tấn công vào gia đình đó, thì chúng ta có thể lấy ra để nêu quan điểm. Nhưng cũng đã bị cho rằng là lợi dụng người quá cố để lợi dụng, thấy không? Rất là nhiều cái cám dỗ của xã hội bây giờ nó rất là nhạy cảm. Cái chuyện gì họ cũng nói được hết trơn á. Xin chào Loan Phạm, xin chào Hường Hồ, xin chào Tây Tân Cúc. Luật sư Lân vẫn kiên cường làm việc trong vai trò bảo vệ pháp lý cho Thiền Am cùng đoàn luật sư Thiền Am, không cần phải việc gì cũng phải tuyên bố. Thực ra trong cái vấn đề này thì những vị luật sư là chỉ cần chia sẻ những cái vấn đề pháp lý, những gì mà mình hiểu mình biết, hỗ trợ cho Thiền Am thôi. Còn cái chuyện thị phi xã hội, còn cái chuyện mà tào lao thiên đế của mạng xã hội thì không cần. Mình thấy như Thanh Trần thì có nhiều lúc chị cũng được, cũng hay, mà sao nhiều lúc chị chia sẻ những cái vấn đề như vậy, các bạn thấy không? Nó cảm thấy nó lạc lạc, nó tào lao sao á. Mình chia sẻ để rồi họ nhảy vào, họ đánh giá, họ miệt thị, họ coi thường cái giá trị của mình. Cái chuyện nó không đáng, nó không đáng để mình lên tiếng, không đáng để phải là mình thể hiện cái vị thế của mình. Ngày hôm qua sau khi Thanh Trần chia sẻ cái nội dung cho rằng muốn đến đó để thăm viếng một lần thì bị phan rồi rất nhiều. Nhiều người đồng quan điểm thì ủng hộ, nhưng mà nhiều người họ không đồng quan điểm thì cho rằng Thanh Trần quá là lợi dụng, quá là lại. Các bạn thấy không, nó rất là đơn giản, cái xã hội bây giờ nó khó đoán lắm, lòng người khó đoán lắm. Cho nên là mình thấy rằng cái chuyện không đáng, thành cho nên là cũng không cần phải thể hiện, không cần phải làm như vậy. Xin chào Minh Quế, xin chào. Thấy nhiều người u mê bất chấp nên tỉnh ngủ luôn. Xin chào Hoa Thanh. Các bạn biết sao trong cái vụ việc này mình không nhảy vào, mình không tranh luận, mình không phán xét, nhưng thực ra mình cũng theo dõi mình để biết. Thực ra thì mình nghĩ rằng nó rất chi là mất lòng với nhiều anh chị em trong cái vấn đề này. Mất lòng ở chỗ là trước đây thì mình cũng có rất nhiều các cái vấn đề để được gọi là ân nghĩa rồi, nói chung là cái việc tình cảm tôn trọng riêng đối với các vị luật sư. Như luật sư Lân thì mình cũng thường hay lấy các cái nội dung của luật sư Lân để mình chia sẻ làm cái đề tài nội dung. Mình chia sẻ cho nên mình không có thể nào mà mình trách mắng anh Lăng được, dù biết rằng có những cái là anh cũng không đúng. Thực ra thì
Cái quan điểm cá nhân của mỗi người khi chia sẻ bộc bạch thì cũng chưa hẳn là mình đúng hết tất cả hoặc là mình sai hoàn toàn, nhưng ở một cái góc độ nhìn nhận thì chúng ta thấy rằng đến bây giờ ai cũng đã bị lôi ra vạch trần công kích cả. Nhưng anh Lân thì mình cũng rất tôn trọng, và kể cả Thanh Trần thì mình cũng tôn trọng, bởi vì những người này trước đây sau khi tham gia vụ án thì mình đã lấy những cái nội dung của những người này để làm những cái đề tài để mình chia sẻ, để mình có view, để mình có tiền hình, cho nên mình không thể nào mà quay sang để đấu đá họ được. Có nhiều bạn tại sao lại đồng quan điểm với Thanh Trần rồi chửi lại Lân, hay hoặc là đồng với Lân, anh Lân để chửi lại những người khác, Thanh Trần rồi anh Sơn. Nhưng mà mình không nghĩ như vậy. Mình nghĩ rằng tất cả những người đó là ân nghĩa của mình. Bởi vì những người đó họ chia sẻ những thông tin để mình biết, để mình làm đề tài, mình chia sẻ lại được là mình có khán giả xem, mình có người theo dõi, và quan trọng hơn là mình có view và mình cũng kiếm được chút ít tiền trong đó. Thành cho nên đó cũng là một cái ân nghĩa đối với những người này, cho nên mình không thể nào mà quay sang công kích tấn công một ai cả. Liên quan đến cái việc mà vừa qua là bị đánh bản quyền hàng loạt đó, mình có thể thấy rằng chắc chắn là sau này sẽ còn đánh bản quyền nhiều nữa. Nếu như phản tố đấu đá lại nhau, trong khi các cái nội dung mình lấy được từ những người này lên để mình chia sẻ, để có đề tài để mình làm nội dung, nhưng mình quay sang mình chửi họ, mình đấu tố lại họ, thì chẳng khác nào là ai mà chịu nổi trong cái vấn đề này. Họ sẽ cay, và họ sẽ quay sang họ sẽ trả đũa mình là rõ ràng thôi. Cho nên mình là mình rất là tế nhị trong vấn đề này, mình biết ai như thế nào để mình nhìn nhận mai mốt, để mình lường mình tránh thôi, chứ mình không có thể lôi trên mạng này ra để mình mắng trách ai cả. Vì ai mình cũng có thể tôn trọng, mình quý mến ai thì mình ủng hộ người đó, cùng mình không không mến ai thì mình cũng cũng chả có lôi họ ra để làm gì. Còn cái chuyện thị phi thì thì xã hội các bạn thấy đó, cũng chính từ như vậy mà chúng ta mới hiểu được lòng nhau, rồi mới thấy rõ được cái sự thật của cái fan đến bây giờ. Cũng trong xã hội cũng có những con người này người kia để cho chúng ta thấy được cái góc khuất về các cái sự thật. Và nếu như không có sự phanh phui vạch trần như vậy thì chúng ta sẽ không thấy được những cái góc khuất đã bị lộ. Nhưng đó cũng là một cái điều nhạy cảm, và cũng là cái điều tế nhị trong cuộc sống. Nhiều anh chị em, nhiều người lại cũng trách mắng mình, cho rằng tại sao lại bên người này bên người kia, ai mình cũng không bên cả, và ai cũng là cái quan điểm của mình là không có bảo vệ ai, và cũng không có bên vực ai, và cũng không có mắng trách một ai cả. Mình quý mến ai, mình tôn trọng thì mình âm thầm mình theo dõi để mình biết thôi. Bởi vì những người này mình theo dõi trong cái vụ Thuyền Am này thì mình thấy rằng các cái nguồn thông tin từ mạng xã hội này đều là một cái đề tài để cho mình có câu chuyện để mình chia sẻ, mình nói, thì đó cũng là một cái ân nghĩa ha. Chứ mình không có lôi ra mà để mà hùa theo. Có nhiều bạn mình thấy rằng đó là kiểu như là một cái hiệu ứng để hùa theo thôi. Ví dụ như bây giờ nhiều người tấn công vào luật sư Lân, thì bắt đầu nhiều bạn bắt đầu cũng nhảy vào hùa theo, thấy cái đề tài đó hot, thấy cái nội dung đó hot, hùa theo tấn công vậy, chứ không biết là đúng sai, không biết là mình tấn công anh Lân như vậy là đúng sai, hay hoặc là mình tấn công chị Thanh Trần như vậy là đúng hay sai. Mà không nghĩ lại cái việc trước đây là mình đã lấy từ cái nguồn tin, các cái thông tin từ những người này để mình làm đề tài. Bây giờ mình qua mình cắn xé họ như vậy, chẳng khác nào là con người mình cảm thấy là mình nó mang tính là họ họ đã làm ơn, họ mất quán được không? Không. Thành cho nên mình thấy trong cái vụ việc này có rất nhiều các cái anh chị họ hùa theo, chứ họ không không nghĩ được cái vấn đề là nó sẽ ở một cái góc độ như thế nào. Và đến bây giờ chúng ta thấy đó, cái sự thật nó cũng chưa phải là dừng ở cái điểm là sự thật được phanh phui, chỉ là một cái góc độ suy đoán thôi. Rồi từ các cái vấn đề đó mà các bạn thấy bây giờ khán giả chính như khán giả với nhau trong cái Phan Thiền Am bây giờ cũng lại xảy ra cái mâu thuẫn với nhau. Khán giả cũng quay sang rồi
đấu đá với khán giả. Các bạn thấy không? Rất là tệ hại trong cái vấn đề này. Hôm nay xin chào vui vẻ, xin chào Seven Trần. Dạ. Thực ra trong cái vụ lùm xùm tranh luận vừa qua, mình nghĩ rằng họ chỉ lên góp ý rồi chia sẻ để rồi bày tỏ quan điểm để rồi cùng nhau mà đàm phán với nhau để rút kinh nghiệm, để hiểu nhau hơn. Thì đằng này họ lại lên càng tranh luận càng hơn thua với nhau càng ngày càng dữ dội. Ây, có thể là thách thức nữa kia, các bạn thấy không? Rất là tệ hại đến cái vấn đề này. Mình không bên ai, mình cũng không tấn công ai. Như Minh Tú em ấy rất là sai. Dù gì thì cũng vì gia đình mình không nên làm vậy. Mình cũng đã khuyên em ấy rất nhiều. Thực ra cái mạng xã hội này các bạn thấy đó, cái nhạy cảm là rất là nhạy cảm. Nhưng mà cái tôi của mỗi cá nhân, bởi vì họ không đồng quan điểm, vì ai cũng nghĩ mình là người tài giỏi, trí tệ hơn người, cho nên cứ mà tha hồ lên trên mạng này mà thể hiện cái tôi của mình, ai cũng cho mình là hơn thiên hạ hết. Cho nên từ cái điều đó là không có cái điểm chung trong cái nhận định, và không biết dừng lại ở cái điểm, và không biết hạ mình để mà sống, để nhường nhịn. Cho nên là cuối cùng là tất cả các cái vấn đề, cái sự thật mà đều được phanh phui, đều được lột tả. Và cái căng thẳng lại càng ngày càng dấy lên cái sự cao trào, đến mức là phải thách thức rồi, lôi cả cái dòng họ rồi anh chị em, những người không liên quan vào trong cuộc chơi này để miệt thị. Mình thấy rất là tệ hại. Cái mạng xã hội là nơi để giao lưu, để kết mối thâm giao, để hàn huyên, để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, để học hỏi kiến thức với nhau, chứ cũng chả có ai là tài giỏi cả. Nhưng các bạn thấy đó, lên trên mạng thì ai cũng cho mình là một người hơn người hết. Xin chào Nguyễn Phú Liên. Những lời độc ác trình. Các bạn thấy không, bây giờ khán giả cũng đã miệt thị nhau quá trời trời. Riêng trong cái kênh mình là ít khán giả nhất đó, mình thấy là coi như là cũng là công kích với nhau quá trời. Rồi mình xem qua mấy cái kênh kia, trời ơi, mấy anh mấy chị rồi khán giả nhảy vào là cũng ái với nhau, cũng vì bảo vệ danh dự của fan với nhau mà cuối cùng là không còn cái tình cảm, cái niềm tin gì nữa. Mình nghĩ ví dụ như mai mốt mình lỡ ra đời hay hoặc tình cờ mà gặp nhau thì mình cảm thấy mặt mũi nào mà cười mà chào mà hỏi với nhau được không biết. Xin chào Thanh Trần, Nô Nguyễn xinh gái. Người này là phụ nữ sao? Tướng nam chứ. Nam nhi chứ tội quá. Xin chào KHH. Xin chào Lệ Lê. Chào Khám Phá Sài Gòn. Thực ra thì trong cái vụ tranh luận vừa qua, mình không không dám tranh luận với ai hết cả các bạn. Không phải là mình sợ và không phải là mình như thế nào, nhưng mà mình nghĩ cái chuyện nó không đáng để đem lên đó mà tranh nhau hơn thua. Mình nghĩ đến cái chuyện mất lòng nhau là một cái điều quan trọng. Cái tình cảm của người thì rất là khó tìm, nhưng mà khi đánh mất thì rất là dễ. Chúng tôi tôn trọng chủ kênh, chia sẻ những gì cần chia sẻ, không đụng chạm đến những kẻ không quen biết trên mạng của chủ kênh.
Cảm ơn Nguyễn Phú Liên. Mình là như vậy, mình thì nói chung là đến bây giờ mình thấy có nhiều lúc mình cũng lỡ miệng mình nói những cái điều gì đó hình như nó xúc phạm đến ai đó thì cũng bị khán giả trách mắng. Thực ra thì cái vụ việc này đôi lúc là mình thì mình cũng không có liên quan, thực ra thì mình cũng không phải là không liên quan, nhưng mà mình không muốn để cái chuyện thị phi này nó rườm rà, và mình cũng không muốn dính dáng vào ba cái chuyện này làm gì. Kệ ai mà họ có sức thì họ nói thôi. Mà mình thấy là đa số là các bạn mà trẻ trẻ hết trơn á, không phải những trẻ trẻ mà mình thấy cũng có nhiều chị lớn tuổi nhưng mà cũng cũng nhảy vào hơn thua với nhau làm chi. Mình thấy công nhận là mỏi thiệt cái chứ. Đôi lúc thì tranh giành với nhau vạch trần những cái móc xích đó là cái điều cũng đáng để nói đó. Từ cái điều đó để cho chúng ta thấy được những cái góc khuất cần phải biết. Nhưng những cái điều đó chỉ dành cho những con người mà họ hơn thua, họ thường hay tranh luận, họ thường hay hay sàm đạo các cái thị phi á. Chứ thực ra trong cái vụ việc này theo mình nghĩ là chỉ có người trong cục họ mới hiểu được thôi các bạn ạ. Mình thấy có nhiều cái vấn đề mà họ tranh luận với nhau, họ đưa ra bàn cãi nó không nằm trong cái mục đích của câu chuyện. Nhưng họ vẫn lôi ra để miệt thị. Thực ra chưa chắc hẳn là cái sự thật nó đã như vậy. Không quan tâm đến những kẻ dùng lời lẽ vô thức, vô giáo dục. Vô giáo dục mà không độc ác như Phú Liên Nguyễn là được. Nói cho xin chào Hoa Thanh, chứ không hơn thua, những kẻ thấy sai là binh vực bất chấp. Mình thấy trong vấn đề này các bạn thấy có để ý không, hình như là có nhiều anh chị em họ hùa theo, họ bảo vệ theo một cái hiệu ứng. Ví dụ như bây giờ có một số fan đồng quan điểm để phản biện lại anh Lân. Thật ra thì trong cái vấn đề này anh Lân cũng có rất nhiều các vấn đề sai trong vấn đề này. Nhưng sai ở một cái góc độ mình cảm thấy rằng là theo cái nhìn nhận thì mình thấy từ sau khi cái vụ án vừa kết thúc là mình thấy anh Lân này có nhiều các cái chiều hướng rẽ hướng về những cái việc làm, nó cũng tốt đạo đẹp đời nhưng mà nó cũng để lại rất nhiều các cái vấn đề có thể là liên quan đến thị phi. Đúng, đúng y thời gian sau là bắt đầu lâm xâm từ từ cái vấn đề tranh luận này, cũng mâu thuẫn từ cái việc mà mình cố thể hiện cái lòng tốt của mình, rồi tranh luận về hơn thua với nhau tiền bạc, rồi xảy ra các vấn đề về ganh tị, cũng chỉ vì cái sự ganh tị ích kỷ với nhau mà xảy ra trong cái sự bất đồng vừa qua, liên quan đến cái số tiền, liên quan đến cái mà gọi là kim tiền đó, rồi đến quà cáp. Đây, các bạn thấy không, những chuyện mà chúng ta tưởng chừng như nó không thể mà bôi bẩn vạch vạch trần với nhau ra như vậy nhưng cuối cùng lại xảy ra. Đây, luật sư Lân cũng là người cũng lớn cũng đứng đắn rồi đó nhưng mà cũng không thể lường trước được cái sự thật của vụ việc này. Thấy không? Đến khi mà xảy ra thì chúng ta thấy hỡi ơi hết trơn. Mọi sự thật đều đã đổ vỡ. Phú Liên ơi, bạn giáo dục chưa mà nói người ta vô giáo dục, lời nói của bạn sẽ đánh giá trình độ của bạn đó. Chào thầy Cúc Thiền Am vô tội. Cảm ơn thầy Cúc rất nhiều. Ông Lân nói chứ không thực hành. Xin chào anh Phạm Đức Quang. Thực ra các bạn đã thấy đó, đến bây giờ sự thật là mỗi người đều có một cái nhìn nhận và mỗi người đều có một cái góc độ đánh giá riêng rồi phải không các bạn? Sự thật đã được phơi bày vạch trần hết rồi đấy. Bây giờ ai bảo vệ cái quan điểm cho ai, mỗi người đều thể hiện hết trơn rồi. Nhưng mà nó chưa chịu dừng lại ở một cái góc độ thị phi, khi là mình thấy nhiều kênh họ lôi những cái chuyện mà không đáng ra để họ họ nói. Ví dụ như kênh của Lão Đại, rồi kênh của Lão Đại hình như nói quá nặng đi. Rồi kênh nào đây nữa ta? Rồi
mộng nguyễn, cũng có nhiều cái họ dùng những ngôn từ mà để đối đáp với nhau nó quá là ra cái chỗ là tranh luận. Ông Lăng Vu Khống, luật sư Trần Văn Sĩ. Tội nghiệp chủ kênh phải nghe những lời của kẻ vô giáo dục nhiều quá. Thực ra mình thì mình rất là khó khó xử trong cái vấn đề này. Bây giờ mình thấy khán giả của mình trước đây nhiều, có nhiều người họ cũng không đồng quan điểm với mình, là cho rằng là mình không phản biện người này, không phản biện người kia, hay hoặc là bảo vệ người này người kia. Mình không bảo vệ ai cả và mình cũng không phản biện ai cả, bởi vì mình thấy ai cũng khi mà mình lên tiếng thì cũng đều bị có thể là vướng vào cái mất lòng lắm. Thật ra đối với những người này thì mình đã nói với các bạn rồi, luật đối với anh Lăng thì trước đây mình cũng đã lấy rất nhiều các thông tin của luật sư Lăng để làm đề tài, nhưng sau khi thấy rất nhiều các cái sự lùm xùm vướng vào thì mình thấy anh Lăng này cũng có rất nhiều các cái sai phạm. Mình chỉ nhìn nhận để mình hiểu thôi, để mình biết, mình tránh, mình né, chứ mình không không lôi họ ra để mình trách được. Bởi vì dù sao chăng nữa thì nếu như chưa xảy ra cái lùm xùm này thì các bạn biết đó, rất nhiều kênh họ chia sẻ từ các cái nội dung của luật sư Lân, rồi luật sư Thanh Trần cũng vậy. Trước đây các cái đề tài này được đăng tải, được chia sẻ trên tập cộng đồng thì chúng ta đã lấy những kênh YouTube này, đã lấy cái nội dung đó chia sẻ của họ. Mình đã kiếm được view, mình đã kiếm được tiền từ các cái thông tin mà họ đã cố công làm ra cho mình. Thì bây giờ mình quay sang mình công kích họ chẳng khác nào là mình phản bội lại cái lòng phản bội lại bản thân của mình rồi, chứ gì nữa. Cho nên mình thấy từ cái điều đó mà mình không không dám lôi một ai ra để đánh giá, mình chỉ nhìn nhận ở góc độ thôi. Mà mình thấy trong cái vấn đề này các anh các chị xin cảm ơn anh Phạm Đức Quang. Vụ tiền thì cũng do Tiến Dũng hai lòng em ơi mới xảy ra như thế này, luật sư Lân có bằng chứng. Phú Liên Nguyễn, hay mạ lị người khác quan điểm cho nên tôi mới lên tiếng nói cho bạn hiểu, đừng xem thường người khác. Xin cảm ơn Xe Văn Trần. Anh Xe Văn Trần thì là một khán giả cũng rất trung thành với kênh của mình. Nhưng các bạn thấy đó, bây giờ khán giả thì cũng nhiều người họ cũng không đồng quan điểm với nhiều khán giả, cho nên họ bày tỏ quan điểm đó là mỗi cá nhân của mỗi người. Mình cũng không dám nói ai cả. Ai là khán giả của mình trước đây thì mình cũng như một lòng, mình tôn trọng. Bởi vậy trong cái kênh của mình rất nhiều người họ vô họ bình luận, họ nói này nói kia, nhưng mà ai mình cũng thả tim, ai mình cũng cũng quan tâm cả, bởi vì họ cũng là khán giả của mình. Trước đây họ đã ủng hộ, họ đăng ký kênh cho mình, họ đã xem like cho mình, thì đó cũng là một cái ơn nghĩa rồi. Cho nên mình không có thể nào mà mình quay sang mà mình đối đáp hay hoặc là mình trách mắng họ cả. Cho nên là ai cũng là khán giả của mình, là ai cũng là người để đáng cho mình trân trọng hết trơn đó. Những người phản biện ông Lăng lúc trước cũng ủng hộ luật sư Lăng bất chấp. Lúc trước thì chưa có cái vụ việc xảy ra cái thị phi này thì thực ra kênh nào cũng bảo vệ anh Lăng, luật sư Lăng cả, ủng hộ. Bởi vì những cái bài viết chia sẻ của anh Lăng được chia sẻ rất là nhiều trên cộng đồng mạng. Nếu như trong cái vấn đề này mà các bạn nghĩ, nếu như mà ông Lăng anh chơi giống như Minh Tú đưa ra quánh bản quyền hết thì chắc chắn là các kênh kia bị dính hết trơn ấy. Xin chủ kênh hãy giữ vững lập trường sự thật công bằng và lẽ phải. Tình người chân chất đẹp lắm mày ơi. Mình thì cái quan điểm của mình là vậy đó. Khán giả thì bây giờ từ đầu đến cuối trong cái kênh của mình, ai mình cũng tôn trọng hết, bởi vì họ đã ủng hộ theo dõi kênh của mình. Đó là một cái
cái tình thương đó là một cái điều mình rất trân quý, cho nên bây giờ mình không có phản biện là một khán giả nào cả, kể cả liên quan đến các anh các chị trong cái drama vừa qua khi tranh luận. Ai là khán giả của mình, ai đã theo dõi thì họ cũng đã một lần họ theo dõi kênh mình một like, họ đăng ký kênh cho mình một lần, họ xem kênh mình một lượt xem, đó cũng là một cái ân nghĩa. Thì không khác, không có gì mà mình phải quay sang mà mình trách mắng họ sau khi cái lùm xùm tranh luận vừa qua. Cho nên mình không có bênh vực một ai, và mình không có bỏ một ai, và mình cũng không có có trách cứ một ai cả. Quan điểm của mình ai mình cũng tôn trọng hết. Không phải là mình không có lập trường, nhưng mình nhìn nhận cái vụ việc này không đáng để đưa lên cộng đồng mạng để mà vạch trần mà sâu xé với nhau. Đấy, bởi vì cái quan điểm trong con người chúng ta là ai cũng có sai hết trơn á. Cuộc sống chưa hẳn một ai là hoàn hảo. Cho nên tất cả các cái sự thật đều có thể là ở một cái góc độ nhận nhìn. Không thể chắc chắn sự thật là 100% là mình khẳng định sự thật là sự thật. Cho nên mình thấy mấy anh chị em khán giả vô sao mà cũng bất bình bất hòa với nhau quá trời trời, nên mình không biết nói sao nữa. Xin chào Hoa Thành, biết đồng minh của tên FLN này rồi, tội nghiệp quá. FLN là ai ta? Xin chào Thì Mơ, Nguyễn Hồng Sơn là thành phần ăn tập những ngày theo dõi câu chuyện Thiền Am 4 năm nay thì sẽ rõ con người này. Khán giả bây giờ chắc chắn là các anh các chị sẽ thông minh rất là nhiều. Trong khán giả các bạn cũng biết có rất nhiều người họ trình độ lắm, trình độ họ uyên thâm, có nhiều người kể cả là luật sư, thầy giáo hay hoặc là họ làm trong các cái ngành đó, chứ không phải là khán giả, họ là người bình thường đâu, cho nên là các bạn đừng coi thường khán giả. Chúng tôi không biết Seven Trần là ai. Mình thấy căng quá, khán giả càng ngày càng căng quá, mình không biết sao nữa. Xin chào Tâm Nguyễn, chào anh. Đúng rồi, luật sư Lân không sai. Trước đó cùng nhau gói này lại công kích luật sư Lân quá này. Chị đang làm cho nên chị không đọc bình luận người này. Vui vẻ. Mình thấy thầy mớ bản là người mới ăn nó vậy. Mình thấy các bạn căng quá là căng. Thiền Am luôn sống thanh cao, không hề kêu gọi nhau mưu cầu lợi danh, được người yêu mến chân thành giúp không biên giới, tánh lành thiện chân, nhất là những mạnh thường quân bao năm song sát không cần trả ơn. Đến bây giờ các bạn thấy những mạnh thường quân cũng bị lôi ra miệt thị, cũng bị những người quay xa phản biện coi rẻ những mạnh thường quân, và kể cả đến bây giờ các fan cũng coi rẻ thường quân nữa, mạnh thường quân. Rồi khán giả cũng lôi mạnh thường quân ra mà công kích, là mình thấy một cái điều rất là sai lầm. Trong khi mạnh thường quân là họ là người, để gọi là mạnh thường quân thì là những người đã biết hy sinh từ tình cảm cho đến vật chất. Họ bỏ những đồng tiền ra, họ không lưu luyến, họ không sợ mất. Có nghĩa là họ biết chia sẻ, biết đồng cảm trên cái nỗi đau của những hoàn cảnh, cho nên họ được mệnh danh là những 10 mạnh thường quân. Nhưng trong cái vụ việc này các bạn thấy những mạnh thường quân bị lôi ra, cho rằng mạnh thường quân bị lợi dụng, cho rằng mạnh thường quân
ta không nhìn thấu rõ sự việc, làm ảnh hưởng. Rồi nhiều mạnh thường quân bị lôi ra miệt thị một cách rất là tráo trở trong cái vấn đề này. Xin chào 10 Trần, có mấy người tại sao vẫn không hiểu mà vẫn nói ông Lân không sai, quá sai. Nếu là bạn như Thanh Trần, có chịu nổi không? Nhận tiền yểm đi để con nấm độc nó nói oan như vậy, mà ông không nhận, vậy là sai hả? Bởi trong vụ việc này mình nói rằng ai cũng vậy. Bởi họ bảo vệ cái tôi của họ quá mà họ không thấy được cái sai sai trái của mình. Thực ra thì con người ai cũng có lỗi hết trơn, ai cũng chưa chắc đã hoàn hảo, nhưng họ không biết nhận nhìn cái sai lầm của mình mà để họ hạ mình, để họ tự trách và thấy mình ở một cái góc độ. Trong khi là cái vụ việc này ai cũng bảo vệ cái tôi của họ quá lớn đi. Seven Trần, không gì đâu anh, chủ kênh Khám Phá Sài Gòn. Thực ra anh Seven Trần thì mình rất kính nể, rất tôn trọng, bởi vì anh theo dõi kênh của mình rất là lâu. Mình rất là kính trọng, quý nể. Riêng khán giả của mình thì mình không có phụ bạc và phủi bỏ ai cả. Nhưng mình thấy có nhiều anh chị khán giả cũng hơi có là trách mắng mình, nhưng mà mình thôi, mình cứ chấp nhận thôi. Đôi lúc thì các bạn cũng thấy đó, nhiều lúc đó là mình thấy có nhiều điều sai á của mỗi cá nhân thì mình nói ở một cái góc độ khiêm tốn, chứ mình không thể lấy họ ra để làm cái điểm tựa, làm cái đề tài cho cái câu chuyện của mình được. Bởi vì dù sao đi chăng nữa thì họ cũng là một cái chút ân nghĩa của mình, dù ít hay là dù nhiều, cho nên mình không thể làm trái ngược với cái lương tâm của mình, cho nên cái vấn đề này là mình im lặng là như vậy đó. Văn Phạm, chủ kênh đau não rồi. Đúng là đau não thiệt cái chứ bạn. Giờ khán giả của mình à. Mình là khán giả, mình cũng quá khinh ông Lân vì ông lòng tham mà đánh mất đi danh dự của một số. Thực ra thì mình thấy ngay từ khi mà sau khi kết thúc cái vụ 331 xong, khoảng hình như là 2 tuần sau là anh Lân bắt đầu nhảy ra đi làm từ thiện, phải không các bạn? Là mình thấy đó là một cái dấu hiệu có một cái lối đi riêng của anh. Nhưng mà hình như anh Lân anh không nghĩ lại cái hậu quả. Rồi sau khi rất nhiều các cái vụ việc diễn ra về các cái hình thức mà chúng ta thấy cái sự phô trương nó quá trớn đi. Thực ra một cái quan điểm về một cái góc độ chúng ta thấy đó, trong khi những người trong thiền am thì họ đau khổ, họ gồng gánh rất nhiều, họ chịu thiệt thòi rất là nhiều. Ấy, nhưng Phan thiền am thì luôn có những cái bữa tiệc, những cái cuộc đàm phán giao lưu thể hiện, mình thấy rất nhiều. Điều này thì chúng ta thấy đó là cái sai của mỗi cá nhân. Nhưng về cái trách nhiệm trong cái vụ việc này thì trước đây luật sư Lân là một người cũng rất là có trách nhiệm trong cái vụ án này. Nhưng sau khi là cái vụ án vừa kết thúc thì mình thấy anh Lân anh chuyển qua một cái hướng là mình nghĩ rằng không lẽ ông này ổng giả tạo ta.
Không lẽ ông đây ông làm cái việc như vậy, ông không sợ cộng đồng mạng đánh giá ta? Mình thấy mình biết đó, nhưng mà mình không thể nói được, bởi vì dù sao đi chăng nữa thì trước đây rất nhiều các cái bài viết của anh Lân mình cũng đã từng chia sẻ, thì đó cũng là một cái chút ân nghĩa. Mình biết để mình nhìn nhận thôi, chứ mình không thể lôi ra để đánh giá được. Và thực ra sau này thì anh Lân cũng có lên phản biện, nói rất rõ về cái quan điểm về cái việc làm và tất cả những cái vấn đề vướng mắc và lùm xùm vừa qua. Thì đôi lúc là anh cũng nhận thấy được cái sai lầm này, cũng biết dừng lại, cũng biết xin lỗi, cũng biết thấy được cái điều đó rồi. Nhưng mà thực ra thì các bạn cũng đã biết đó, riêng quan điểm mình thì không phải là mình hai mặt, mình không có đứng núi này trông núi nọ, nhưng cái quan điểm của mình là không muốn vướng vào mất lòng bất kỳ một ai cả. Ai mình cũng tôn trọng và ai mình cũng nghi ngờ hết. Ê, có nghĩa là cái sai thì mình biết, mình nhận thấy để mình biết thôi, chứ mình không mình khuyên thôi, chứ mình không có lôi cái sai của họ ra mà để vạch trần, để chỉ, để dạy đời họ. Những bài viết của mình là mang tính chất là tham khảo góp ý thôi, chứ mình không có nặng lời với ai khi trách móc cả. Bởi vì ai cũng là khán giả, ai cũng là người ân nghĩa đối với mình hết trơn, thì làm sao mà mình lôi họ ra mình trách móc được. Mình chỉ góp ý ở một cái góc độ khách quan thôi, chứ mình đâu phải là người thân ruột rà anh em gì với họ mà mình phải để cận kề với họ, để nói, để chia sẻ cho họ nghe. Mình chỉ góp ý trong cái tiếng nói chung mọi tất cả các cái sự việc đấy. Nhưng mà cuối cùng thì con người chúng ta thì các bạn biết rồi, trên mạng xã hội như vậy đó, là cái cơ hội để cho họ thể hiện mà. Ai cũng có quyền được nói hết, nhưng mà khi gặp nhau thì họ lại thể hiện một cái phong thái khác. Gặp nhau thì đôi lúc thì họ có thể e ngại, họ có thể sợ mất lòng nhau, họ ngại, họ không nói được. Nhưng mà trên mạng thì họ tha hồ để tự tung tự tác. Anh cứ bình thường, không ai làm gì đâu. Âm mưu kế hoạch thành phần, mỗi ngày từng người lần rõ lộ thêm, đánh mất lương tâm vì tiền, kéo bè kết bạn, dựng chuyện bất nhân. Đấy, bây giờ các bạn đã hiểu hết sự thật rồi đấy. Động đất như ở Thổ Nhĩ Kỳ, chết hết cho rồi, sân si chi các cha mẹ ơi. Xin chào Văn Phạm. Đấy, cuộc đời nó đúng là vô thường phải không các bạn, không ai biết trước được. Xem qua cái vụ động đất vừa qua, các bạn thấy đó, cuộc sống họ bon chen mưu sinh, nhà lầu xe hơi làm gì, đến bây giờ cũng trở về với cát bụi hết rồi. Rồi xem lại các cái vụ sóng thần ở Nhật Bản đấy, các bạn thấy không? Cuộc đời không ai có thể mà đoán trước được ngày mai. Không biết trước được. Bởi cái câu nói họ nói rằng trên đời này không có gì chắc chắn khi có một điều chưa bao giờ chắc chắn. Những kẻ lợi dụng thiền am sớm muộn cũng tự lòi mặt ra đó. Thời gian cũng bị vạch trần những cái quỷ diệt, dù cho có chạy lên trời thiên lôi cũng tâm nguyện em không bên cây đa cây đề, nhưng em theo dõi thuyền em suốt 4 năm nay, họ giúp thuyền em về vật chất và tinh thần rất nhiều cơ. Từ từ bỏ động đất, ai làm ác rồi cũng sẽ chết thảm mà thôi. Xu sa trần bắt đầu lên lay. Ông đi sai đường rồi. Làm du túc cũng giống làm dâu trăm họ. Các bạn nào trong cái làm YouTube này mới biết, mới hiểu được cái sự thật của vụ việc này. Giả giả thật thật mà ảo ảo thật thật là vậy đó các bạn. Chứ không phải là nói là vậy nhưng không phải là vậy đâu. Phật nào có ở trong chùa, mỗi người là một ngôi chùa tự tâm, đó mới chính là Phật tâm. Hãy nên quét dọn cái tâm,
Mỗi người Phật dạy từ bi thương người, lời từ bi bác ái tình người thứ tha. Hey, câu nói này rất là thâm thúy, Phạm Phú Liên. Bởi ông bà thường nói cái câu mà chúng ta đã đúc kết và hình như là không bao giờ quên, người nói rằng nhất tu tại gia, nhì tu tại chợ, thứ ba mới tu tại chùa. Là chúng ta tự tu tâm cho cái bản thân, từ cái miệng cho đến nhân cách, đến cái giá trị đạo đức. Đi ra là phải đo lường, phải nhìn những cái sự thật. Ăn nói là phải đắn đo lọc lừa, chứ không phải thấy đâu là nói đó, hay hoặc là nhìn đâu là nói đó. Có nhiều điều chúng ta đáng để nói nhưng không nên nói. Cho nên họ nói là câu nhìn là chính câu lành. Cái đôi lúc mình lỡ miệng mình nói ra, đó là cái câu lỡ miệng, nhưng mình xin lỗi lại không được xin lỗi đó các bạn. Xin lỗi cũng không kịp, và có thể là xin lỗi cũng không chấp nhận. Trong cuộc đời này nó khó hiểu lắm. Xin chào Thị Cúc, chào chị. Em đây khám phá Sài Gòn, chúc sức khỏe em. Em ơi, luật sư Lân không đi từ thiện, chỉ Duy Cô Ta đi tìm công lý. Đó không phải ông Lân làm từ thiện. Xin chào Thu, Thị Thu, Si Râm, Si Minh Đơ, ủng hộ các thầy, các cô và các bị hại. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chị hay bạn đang biết tặng Phật còn đòi lại mà tâm thiện. Xin chào Tâm Nguyện, anh nói chính xác mọi người nha anh thầy, hôm nay không có lớn chuyện như vậy. Xin chào Nguyễn Thị Quý, không ai thoát khỏi trả giá khi lợi dụng thiền âm đâu, thời gian sẽ trả giá. Các bạn thấy, tôi dám đảm bảo luật sư TT và luật sư Hồng Sơn sẽ đi theo vết xe đổ của luật sư Dũ. Chị xem kênh em từ lúc Nguyễn Phương Hằng cho tới Tỉnh Thất Bồng Lai, chị không bao giờ có nói qua, không bao giờ có nói qua tin nhắn phải không? Nhưng mấy ngày nay chị nghe nhiều kênh hăm dọa mà chị mới viết tin nhắn, chứ chị già rồi. Biết chị Cúc, chị viết tin nhắn cho ai chị? Mấy ngày nay chị nghe nhiều kênh hãm hại mà chị mới viết tin, chứ chị già rồi. Rồi, cảm ơn chị, em hiểu rồi. Thực ra trong cái vụ việc này, nó đến bây giờ thì nó tùm lum từ lơ hết trơn rồi, không hiểu đâu là thật là giả hết trơn đó các bạn. Nó tràn lan cái thông tin rồi. Mỗi quan điểm, mỗi cá nhân, mỗi người bây giờ hình như họ chạy theo cái hiệu ứng. Ê chà, hơn một tiếng rồi các bạn ơi. Mình xin gửi lời tổng chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý anh, quý chị, các bạn từ trong và ngoài nước. Mình xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Mình xin gửi lời tổng chào thêm một lần nữa. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi, giao lưu và chia sẻ cùng mình trong buổi trò chuyện hôm nay. Mình xin mến chúc quý anh, quý chị trong nước thì có một đêm an lành, hạnh phúc, bình an, nhẹ nhàng. Xin chúc cho quý anh, quý chị ở nước ngoài có một ngày làm việc thật là thành công, gặp nhiều may mắn. Mình xin xuống like và xin chào.